Hàng xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày 30 tháng 5 thì tối thì cũng hơi muộn, nhưng mà con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình một cái lô linh sam hạt gạo ha. Thì như trên màn hình cô chú anh chị mình đang thấy, đây là những cây linh sam hạt gạo ở vườn con mới vừa về. Nó mới vừa lấy ở vườn về ha. Đó, và hiện tại đang rao bán với một mức giá nói chung là cũng rất là ok. Cô chú anh chị mình thấy hợp lý thì cứ liên hệ ủng hộ con ha. Thì hiện tại là có cây cỡ ngón cái như thế này. Ý con xin lỗi, bự hơn ngón cái như thế này. Và tàn nó như vậy. Đó. Cái này con sẽ cắt tỉa thêm bằng này. Đó, còn có cây gốc nó bự như thế này ha. Gốc bự thôi chứ tàn thì cắt tỉa nó hơi lạc lạc tông tí đó, gốc bự hơn ngón cái nha. Còn có cây thì gốc nó gì nó, nói chung là gốc đế đồ rất là ok ha. Còn có cây gốc gì đây, chi tàn đồ cũng tạm ổn nha cô chú anh chị. Đó. Còn có cây gốc gì đó, nói chung là tùy cây linh sam hạt gạo. Những này con về là tùy cây ha, giá dao động là từ 120 cho đến 160.000 một cây. Cô chú anh chị mình cứ kết nối Zalo và lựa cây ha, cứ kết nối Zalo qua số điện thoại con để trên tiêu đề rồi cô chú anh chị mình lựa cây nè. Có nhiều cây rất là già rất là to ha, đây giá chỉ từ 120 cho đến 160 thôi. Đó, con này là con mới quay cái vòng vòng ở xung quanh con thôi. Giá cũng mềm lắm nha cô chú anh chị. Chỉ có 120 đến 160 thôi, cây này rất là dài ha. Gốc rễ rồi rất là to. Có cây này cụm rừng nữa nè. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem. À, sẵn đây con xin giới thiệu tới cô chú anh chị mình một cái lô mai kiến thủy ha. Đây, đây là những cây mai kiến thủy mà vườn con mới vừa về. Thì giá thì dao động chỉ 100.000 cây. Rồi, vậy đi, đơn giản cho nhanh gọn. Đó, mà chiến thủy vô dây sơ sơ gì nè, 100.000 cây hả. Cô chú anh chị mình kết nối Zalo rồi lựa. Thích cây nào lấy cây đó. 100.000 cây nha cô chú anh chị. Đây, có những cái quái gì nè ha. Đây. Đó, vậy đó. 100.000 cây cô chú anh chị mình kết nối, thấy cây nào ưng thì lấy. Rồi, rất là đơn giản. Đó. Thì cứ kết nối Zalo, thấy cây nào ưng thì lấy nha cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video. Rồi con xin tạm dừng tại đây.